Chào mừng các bạn đến sân bóng Celebro City theo dõi trận đấu trong cuộc giải đá Liga Live 2015 vòng đấu playoff giữa hai đội bóng Cado và The Wing. Đội The Wing ra sân trong trang phục áo đỏ quần đỏ tất đỏ. Đội Cado ra sân trong trang phục áo vàng quần đen tất vàng. Đội trọng tài điều khiển trận đấu gồm có trọng tài thứ nhất Nguyễn Văn Phục, trọng tài thứ hai Trần Công Lý. Không có gọi
cho người ta nữa. Cái này xong rồi đi cho tôi lá đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đứng rồi, không về. Lên.
Đúng rồi, mình á, căng chưa?
Rồi thôi không lên, không lên. Rồi bỏ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Yeah.
Đi đi. Ơ, luôn rồi chứ không. Luôn rồi chứ không. Vâng. Đi chạy đây.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.